việc. Hiện tại mình đang là chuyên viên tổ chức sự kiện. Công việc của mình đòi hỏi đi lại khá là nhiều và gặp gỡ rất là nhiều khách hàng. Sau khi sinh con, nội tiết tố của mình thay đổi khiến cho tóc rụng nhiều, da trở nên sạm đen và lỗ chân lông to hơn trước kia. Khi phải chăm con, mình không có nhiều thời gian để chăm sóc da cho bản thân như trước đây. Đặc biệt là mỗi khi mà con ốm thì sẽ phải thức đêm rất là nhiều. Và thường thì mình sẽ bị thâm quầng mắt hoặc là da sẽ thiếu sức sống và nhợt nhạt. Rất là tình cờ, nhân ngày 8 tháng 3 thì chồng mình có mua tặng mình chai 82X collagen. Ban đầu khi chồng mang về, mình tưởng là chồng mua tặng chai rượu. Nhưng mà lúc sau tìm hiểu thì mới biết đấy là sản phẩm chăm sóc da. Lần đầu tiên khi uống 82X collagen, mình đã rất thích cái vị chanh leo và vị xoài. Mùi của nó thơm và hơi chua nhẹ, giống hệt như là uống nước giải khát mùa hè vậy. Qua tìm hiểu thì mình cũng biết được rằng collagen dạng uống thì dễ hấp thu vào cơ thể hơn là dạng viên hay là dạng bôi. Và mình hoàn toàn bất ngờ đối với cái kết quả mà 82X collagen mang lại. Sau một tuần sử dụng, da mình đã trở nên căng mịn hơn. Đến nay khi đã sử dụng đến tháng thứ 2 thì lỗ chân lông của mình se khít hơn, tóc đã đỡ rụng hơn trước và da sáng mịn đều mờ. Trước mình đã giới thiệu sản phẩm 82X collagen đến các chị cùng cơ quan. Các chị đã dùng sản phẩm và hiện tại đều rất ưng ý với sản phẩm này. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng 82X Collagen đã giúp mình có một làn da rạng người và đồng thời trở nên xinh đẹp và tự tin hơn.